Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Tốt Sâu Hoa và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Việc tham gia livestream bán hàng cũng như là phát sóng trực tiếp của dàn sao Hoa ngữ là điều không còn quá xa lạ. Tuy nhiên thì mỗi lần các mỹ nhân Hoa ngữ tham gia livestream là dân tình lại được một fan bàn luận sôi nổi về nhan sắc. Thứ nhất, Dương Mịch là một trong những cái tên mang lại doanh thu khủng mỗi khi tham gia livestream bán hàng. Dương Mịch nhận được khá nhiều lời mời từ các thương hiệu. Tuy nhiên thì mỗi lần nữ diễn viên tham gia livestream là lại bị bàn tán về nhan sắc. Trong một lần, Dương Mịch khiến netizen tá hỏa vì vẻ ngoài xuống sắc của mình với những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa. Gương mặt hốc hác của nữ diễn viên đã khiến rất nhiều người hâm mộ phải lo lắng. Thứ hai, Triệu Lệ Dĩnh. Trong lần tham gia livestream gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc của mình. Ở loạt ảnh do Studio đăng tải, nữ diễn viên xinh đẹp trong chiếc đầm hồng ngọt ngào. Tuy nhiên, đến lúc livestream tại sự kiện, bà xã Phùng Thiệu Phong lại không có được vẻ đẹp hoàn hảo như vậy. Nhiều người cho rằng gương mặt của Triệu Lệ Dĩnh lộ rõ sự mệt mỏi, tiêu tụy và mong nữ diễn viên chăm chút bản thân hơn. Thứ ba, Angelababy. Nhan sắc của Angelababy luôn được netizen khen ngợi. Bởi thế mà trong những tấm hình do Studio đăng tải, Angelababy luôn khiến dân tình mê mệt nhờ vẻ ngoài hoàn hảo. Tuy nhiên thì khi lộ diện trên livestream, hình ảnh của Angelababy lại khác khá xa. Nhiều người nhận xét trông cô có vẻ gầy gò hơn, thậm chí khung xương lộ rõ, khiến người nhìn cảm thấy cơ thể mất cân đối. Thứ tư, Đường Yên. Bà mẹ một con Đường Yên vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào cùng thân hình thon thả hoàn mỹ. Trong lần xuất hiện trên sóng livestream, Đường Yên lại khiến dân tình ngỡ ngàng vì gương mặt có phần xuống sắc, hơi đậm tuổi của mình. Thực tế thì điều này cũng khó trách bởi nữ diễn viên năm nay cũng đã chạm ngưỡng 37 tuổi. Thứ năm, Trịnh Sảng. Trịnh Sảng có lẽ là mỹ nhân khó hiểu nhất trong số dàn người đẹp showbiz. Trong một hoạt động livestream bán hàng, nữ diễn viên cho thấy vẻ ngoài xinh đẹp của mình dù hình ảnh được chụp từ màn hình và không qua chỉnh sửa. Thế nhưng nó hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của nữ diễn viên trên sóng livestream của Quốc Kịch Thịnh Điền. Hình ảnh của Trịnh Sảng tại sự kiện này khiến netizen tá hỏa vì gương mặt khác lạ và thiếu tự nhiên. Thứ sáu, Dương Tử. Trong khá nhiều lần livestream, Dương Tử luôn khiến mọi người khen ngợi từ gương mặt xinh đẹp, làn da trắng cùng trạng thái vui vẻ hoạt bát. Tuy nhiên, thân hình của cô nàng lại không được hoàn hảo như vậy, bởi có những tấm hình chưa chỉnh sửa đã tố cáo vóc dáng có phần mũm mĩm của nữ diễn viên. Thứ bảy, Địch Lệ Nhật Ba. Tại sự kiện livestream diễn ra vào ngày 7 tháng 3, Địch Lệ Nhật Ba đã diện chiếc váy hồng vô cùng ngọt ngào. Tuy nhiên, nhan sắc của nữ diễn viên mới khiến dân tình phải bàn tán. Bởi lẽ gương mặt của cô trông đơ cứng, đặc biệt đôi môi có phần khác lạ của Nhật Ba đã dấy lên nghi vấn cô nàng can thiệp chỉnh sửa trên gương mặt của mình. Trên đây là nhan sắc thật của loạt sao Hoa ngữ khi tham gia livestream. Và theo bạn thì ai là người có trạng thái tốt nhất cũng như là sở hữu nhan sắc hoàn hảo nhất? Và đừng quên chia sẻ cho chúng mình được biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.